thách đi ăn theo người ra. Đây đặt, đây đặt, 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 đặt. Các bạn kia được không? Các bạn mặc áo vàng vàng lâu lâu ấy. Sao trông nó cứ ngác ấy nhỉ? Chúng sinh viên lớp nhất kiểu là mới lên đại học xong rồi bắt đầu đi phố đi bộ ấy. Follow xem bạn đi ăn gì. Sao lên phố đi bộ ăn kem là chuẩn bài rồi đấy. Đây, bạn đang ngồi ăn kem ở kia thì bọn mình cũng vừa mua kem xong, làm hai cái ốc quế ngồi ăn chờ bạn ấy luôn. Giờ mày không muốn ăn kem kiểu tuổi thơ tí không? Thế nào? Mày nhớ hồi xưa ở cổng trường có mấy chú bán rong mà kiểu hay phết để sữa đặc lên ấy. Nhớ không? Nhớ. Với tội bây giờ không có sữa đặc ấy. Giờ mà kiếm được bịch sữa đặc thì đúng chuẩn bài hồi xưa luôn đấy. Sữa đặc á? Sữa đặc đấy. Sáng mới mua. Nói về sữa đặc ấy thì ông Thọ là huyền thoại tuổi thơ còn gì nữa. Đây, mới già sốt dưới ông Thọ vị dầu vị sô cô la này. Anh em mình dưới thử lên kèm luôn. Vâng, và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đã tiếp tục di chuyển rồi. Let's go. À, ăn kem xong khát đó. Đá ngay một chai nước lọc lại còn bonus thêm một túi xoài dầm nữa. Được luôn. Tên hoa quả dầm đó. Đấy, của đồ kia chọn nên là mình cũng thử tí. Hoa quả dầm lâu lắm không ăn. Mấy thích ăn hoa quả dầm không? Thích, nhưng mà anh muốn một chút bùng lửa không? Không ai đổ suất ông Thọ vào trong xoài dầm cả. Thôi sai. Vâng, và nhân vật của chúng ta đã rẽ thẳng vào hàng bánh ngọt rồi. Ăn hết cả phố đi bộ này bạn hiểu không? Thế là anh em mình cũng làm ít bánh ngọt. Đấy, bánh này mà dưới thêm ít sốt ông Thọ vào nữa thì cứ phải nói là vô cùng hợp dơ. Ui tôi thề với các bạn, tôi no lắm rồi ấy. Anh bạn của chúng ta vẫn cứ thế là đi tiếp thôi. Để xem đi đâu. Wow, vẫn ăn tiếp được mà. Vâng, và món ăn tiếp theo của chúng ta là bánh đồng xu. Đu chen cơ mà hơi muộn nhưng mà không sao. Vẫn ổn. Bọn tôi gọi cái bánh này chỉ có phô mai thôi. Nên là dưới thêm một ít sốt ông Thọ vào cho nó có vị bạn không? Ui. Xin hứa với cả các bạn luôn là bánh đồng xu phô mai ăn cùng với sốt dưới ông Thọ cực kỳ hợp luôn. Đặc biệt là sốt dưới vị sô-cô-la. Rất là đặc vị sô-cô-la luôn. Ăn trên một cái nền phô mai như kiểu là bánh đồng xu ấy thì hết nấc. Còn vị dâu giống như kiểu là vị sữa dâu ấy. Thơm thơm, ngọt vừa phải, ăn cũng rất là bon mồm. Giờ ông Thọ lại còn có thêm cả tuyếp sốt dưới như thế này nữa thì công nhận là tiện thật. Chỉ cần xịt lên bánh, xịt lên kem, xịt là đã có một món ăn nhanh gọn lẹ mà hương vị lại vô cùng mới lạ và ngon miệng rồi. Nói chung là cái tour đi ăn theo người lạ trên phố đi bộ ngày hôm nay thì cũng rất là vui và có thêm nhiều cái trải nghiệm mới. Giờ thì mình sẽ ra cảm ơn và tặng người bạn dẫn đường ngày hôm nay của chúng ta một món quà rất là bất ngờ. Đó chính là hai tiếp sốt dưới ông Thọ vị dâu và vị sô cô la. Cảm ơn bạn rất nhiều vì chuyến food tour ngày hôm nay. Thế nhá.